Chào các bạn. Món sườn có rất là nhiều cách làm. Ví dụ như là sườn ram mặn, hay là sườn xào chua ngọt, hay sườn bỏ lò, vân vân. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món sườn rất là lạ nhưng rất ngon và dễ làm. Đó là sườn quay chảo. Các bạn nghe có lạ không? Bây giờ chúng ta cùng vào bếp. Để làm được món này, cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Thứ nhất là sườn 1,6 kg, dầu ăn, rượu nấu ăn, dầu hào, nước mắm, nước tương gia vị, bột hành, bột tỏi, mật ong, hạt tiêu, bột ngũ vị hương, dầu màu điều. Đó là tất cả các nguyên liệu để làm món sườn quay chảo. Đầu tiên chúng ta cần làm là sơ chế sườn. Làm món sườn quay chảo, chiều dài của miếng sườn này rất là dài, cho nên tôi phải chia nhỏ ra. Nếu để đút lò hoặc là để quay vào lò thì rất là đẹp. Đó, tôi chia ra làm 3. Các bạn cho muối vào bóp. Sau khi bóp muối, các bạn mang xả và rửa sạch. Các bạn dùng giấy nhà bếp hoặc là sau khi rửa để vào cái giá hay cái rổ cho nó ráo nước đi. Nhưng tôi làm luôn như này cho nó tiện, thấm bớt nước đi. Thịt đã được thấm khô bớt nước. Bước tiếp theo chúng ta tẩm ướp. Đây là nước tương gia vị. Hai thìa canh nước tương gia vị. Hai thìa canh dầu hào. Một thìa canh rượu nấu ăn. Nếu bạn nào không có rượu nấu ăn này, các bạn có thể cho rượu vodka hoặc là rượu gạo của Việt Nam. Các bạn cho một thìa canh mật ong. Nếu không có mật ong, các bạn có thể thay thế bằng các loại đường khác. Bột tỏi các bạn cho 1/4 thìa. Đây là bột hành, các bạn cũng cho 1/4 thìa canh. Đó, tôi nhỡ tay cho nhiều một chút cũng không sao. Tất cả các nguyên liệu này đều tính bằng thìa canh. Nếu không có bột hành, bột tỏi, hành tím hoặc là hành củ to, tỏi, các bạn có thể cho vào máy xay sinh tố, cho một chút nước vào, xay thật nhuyễn để vắt lấy nước, rồi trộn đều vào các hỗn hợp này. Hoặc là hành tím, tỏi, các bạn có thể băm thật là nhuyễn hoặc là giã nhuyễn. Cũng cho một chút nước rồi bóp lấy phần nước thôi, còn bỏ phần cái. Tất cả các món nướng, các bạn phải lưu ý là chúng ta không nên dùng những cái của hành hoặc tỏi. Khi nướng phần hành tỏi đó, nó sẽ cháy, làm cho thịt sẽ không ngon. Đây là bột ngũ vị hương. Các bạn cho 1/4 thìa canh. Bột ngũ vị hương này các bạn cũng cần phải chú ý là không nên cho nhiều quá, mùi nó rất nồng. Nó chỉ có một cái hương vị thoang thoảng nhẹ là được.
Đây là màu dầu điều. Tôi cho một thìa canh. Cái dầu màu điều này các bạn cho nhiều hay cho ít thì tùy theo, khi các bạn thấy màu nó được rồi thì các bạn không cần phải cho thêm nữa. Tại vì cái bột màu điều này hay cái dầu điều này nó tùy thuộc vào mình nữa. Có cái loại nó rất là đậm màu, có loại thì nhạt, có loại nó lại ra cái màu cam cam ấy. Thì khi mà các bạn tẩm ướp, các bạn thấy cái màu nó chưa lên đẹp thì các bạn có thể thêm vào hoặc bớt đi. Chúng ta trộn cho cái hỗn hợp này nó thật là đều, nó tan hết ra. Rồi chúng ta sẽ tẩm ướp phần sườn này. Một điều các bạn cần phải nhớ, tất cả các món có liên quan đến tẩm ướp như thế này thì cái thời gian tẩm ướp rất là quan trọng. Có thời gian các bạn nên ướp lâu một chút. Các bạn để trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng 10 tiếng, 20 tiếng hoặc một ngày, thịt rất là ngấm. Bây giờ chúng ta cho vào ngăn mát tủ lạnh để chúng ta chờ trong vài tiếng nữa. Sau khi thịt tôi đã để ngăn mát của tủ lạnh 4 tiếng, bước tiếp theo chuẩn bị một chảo dầu. Làm cái món này các bạn cần phải nhiều dầu một chút. Để xem dầu vừa chưa, các bạn dùng đũa để thử như thế này. Đó, thấy dầu nó đã sủi tăm lên như thế là được. Nếu để già quá thì nó sẽ rất là nhanh cháy và lại chưa chín ở bên trong. Sau khi các bạn cho sườn vào chảo, chúng ta hạ lửa nhỏ trung bình. Các bạn thường xuyên chở miếng thịt cho cái phần dưới của thịt nó không dính xuống dưới đáy chảo, nó làm cho cháy thịt. Trong khi đang quay sườn, chúng ta làm nước sốt. Các bạn cho nửa bát con nước, khoảng 100ml, 2 thìa canh dầu hào, ba thìa nước tương gia vị, mật ong các bạn cho 6 thìa canh. Tiêu các bạn cho 1/4 thìa canh. Ngũ vị hương các bạn cho 1/4 thìa canh. Dầu màu điều các bạn cho 1 thìa canh. Một phần tư thìa canh bột tỏi, 1/4 thìa canh bột hành,
không có bột hành, bột tỏi. Các bạn băm hoặc là xay nhuyễn hành tỏi cho cùng vào đây để tí nữa chúng ta đun lên. Còn cái phần ướp thì các bạn phải là dùng nước thôi, không được dùng phần cái. Trong quá trình chiên phần sườn này, các bạn để lửa nhỏ. Tôi đã xăm thử thấy thịt mềm và không ra nước đỏ nữa, tức là thịt của chúng ta bắt đầu chín. Chúng ta thấp lửa cao lên để cho dầu nó tách ra, nó không ngậm dầu vào trong thịt mình nhiều. Các bạn thấp lửa to như này khoảng 5 phút, còn trước đó tôi đun lửa nhỏ 25 phút. Thời gian cũng chỉ tương đối thôi, nó còn phụ thuộc vào miếng sườn của các bạn, dày hay mỏng, các bạn cắt to hay cắt nhỏ nữa, hay là mỡ các bạn cho nhiều hay ít. Tôi vớt thịt ra, thịt đã vàng đều hai mặt rồi. Tiếp theo các bạn đổ nước sốt mà chúng ta vừa làm. Các bạn cần phải cho thêm mấy thìa dầu ăn vào. Lúc ban đầu tôi quên không nhắc các bạn. Tôi cho khoảng 3 thìa canh dầu ăn vào trong cái chảo nước sốt này. Các bạn đun lửa nhỏ nhỏ một chút, liu riu để cho cái phần nước sốt này nó ngấm vào trong. Tại lúc ban đầu chúng ta tẩm ướp để chiên quay cái miếng sườn này trong chảo, cho nên là cái phần đường cho rất là ít để cho tạo màu thôi. Còn bây giờ mới là phần chính để nó ngấm vào trong thì các bạn chỉ liu riu nhỏ lửa. Lúc này các bạn đun nhỏ lửa và có thể đậy vung. Sau khi cho nước sốt vào, tôi om khoảng 20 phút. Trong chảo còn nước sốt, các bạn vớt lên đây. Bây giờ tôi cắt thử xem thịt đã chín chưa, ngon chưa nhé. Ôi rất vừa, rất ngon các bạn. Đó. Nếu các bạn mà quay lò cái này phải mấy tiếng đấy. Vừa chiên trong chảo là mất 30 phút, còn rim cái nước sốt này mất 20 phút nữa thôi các bạn. Nó khoảng 40-50 phút là đã được rồi. Còn dư lại nước sốt này các bạn lấy ra bát để chúng ta chấm. Các bạn cho chút tiêu. Món ăn của chúng ta bây giờ đã xong rồi. Khâu quan trọng nhất là thử xem món sườn quay chảo hôm nay có ngon không. Bây giờ tôi mời các bạn cùng ăn thử. Mời các bạn. Rất là vừa, kín tới, đậm đà, rất là thơm. Không cần phải chấm cũng đã ngon rồi các bạn. Nhưng tôi cứ thử chấm xem ra làm sao. Ồ, ngon quá. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.